Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2, Tà Binh Phổ, chương 47, Lật Bài. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này cũng như các chuyện hay khác. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Đình Làm chạy một mạch dọc theo đường lớn, xe cấp cứu sớm đã không thấy bóng dáng. Tự biết trực tiếp đuổi theo xe cấp cứu khẳng định không kịp, nên cậu ta bèn chuyển hướng tìm đường nhỏ khác. Thời gian Đình Làm đi tắt qua đường nhỏ chạy tới khu cách ly thì cũng không chậm hơn bao nhiêu so với một chiếc xe đi đường vòng lớn. Nhưng gần đó lại không tìm được chiếc xe cấp cứu mang Trương Nguyệt Thần đến. Cách Đình Làm không xa là trung tâm quản lý bệnh tạm thời và khu cách ly tình hình bệnh dịch của Đại học S. Họ đã cải tạo hai tòa ký túc xá nghiên cứu sinh. Nhưng chỉ qua 3 ngày thì nơi này đã chứa gần 300 bệnh nhân tình nghi mắc bệnh. Tình hình bệnh dịch ghê gớm như thế khiến người ta cảm giác không khí gần khu vực cách ly đều tràn đầy nguy cơ. Trong phạm vi vài trăm mét xung quanh hai tòa ký túc xá, ngoài trừ thỉnh thoảng còn nhân viên y tế lui tới, thì sinh viên và các giáo sư tuyệt đối không muốn tới gần. Chẳng lẽ Trương Nguyệt Thần đã bị đưa vào đây à? Đình Làm đang đứng bên ngoài khu cách ly vắng vẻ thê lương, chỉ sợ mình đã tới chậm một bước. Cậu ta thử thăm dò đến gần cổng chính xây tạm thời của khu cách ly, lại bị hai gã lính mang súng mặc đồng phục phòng hộ phát hiện. Bọn họ không chút khách khí đẩy Đinh Lam ra khỏi phạm vi giám thị của bọn họ. Đối mặt hai gã thủ vệ cầm súng xông vào là chuyện không thể thực hiện được. Đinh Lam không biết làm sao thì cách đó không xa, cuộc nói chuyện của hai y tá đang từ trong tòa nhà cách ly đi tới lại khiến cậu ta âm thầm kinh hãi. Không phải Lao Vương mới vừa nói lập tức sẽ có một bệnh nhân nữ tình nghi mắc bệnh được đưa đến đây sao? Sao còn chưa tới nữa? Ai đông đó, mời này còn nói đã lên xe rồi, muốn chúng ta lập tức chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà chính bọn họ lại lê ma lê mề ấy. Hai y tá oán giận đã chứng minh xe cấp cứu còn chưa tới đây. Chẳng lẽ giữa đường chiếc xe kia đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư? Đình Làm nhớ tới bộ dáng Trương Nguyệt Thần vừa rồi liều mạng tranh đấu, cậu ta thầm nghĩ có chỗ gì đó lạ lạ. Đình Làm vội vàng đi theo đường lớn xe chạy, đảo ngược trở về đến tòa nhà hóa học. Cách xa xa, Đình Làm phát hiện một tràn đèn bên cạnh đường lớn hơi kỳ quái, hình như thấp hơn một đoạn so với những cột đèn khác. Đợi khi cậu đến gần nhìn thì hóa ra phía dưới cột sắt đèn đường lại bị một sức mạnh thật lớn đụng cong vòng xuống. Đình Làm giật mình, cậu ta nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Không ngoài dự kiến, chiếc xe cấp cứu nọ giờ phút này đã đâm đầu chui vào trong bãi xe đạp bên phải tòa nhà hóa học. Nguyệt Thần! Đình Làm phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mặc dù chiếc xe cấp cứu nọ có thanh chắn chống va chạm, nhưng cả mũi xe đều bị lún vào thật sâu. Cô không biết vừa rồi trong xe đã xảy ra chuyện gì, để nổi khi sự cố phát sinh. Sau khi xe cấp cứu đụng cột đèn cong vòng, cũng không thể giảm bớt tốc độ mà tông thẳng vào tường của tòa nhà. Cánh cửa toa phía sau xe cấp cứu mở rộng, Đình Làm nhanh chóng xông lên phía trước. Cậu ta nhìn thấy giường cấp cứu trượt ra khỏi xe, ngả nghiêng trên mặt đất. Các loại thuốc và ống tiêm vương vãi đầy cả ra, trông vô cùng hỗn loạn. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trương Nguyệt Thần. Đình Làm giật cửa phòng điều khiển xe ra, nhưng bên trong chỉ có hai nhân viên y tế, người đầy máu. Dưới cú va chạm kịch liệt, bọn họ đã sớm lìa đời rồi. Đột nhiên Đình Làm chú ý tới bánh xe dưới chân đã cắt mất một nửa. Chẳng những lốp xe đã nổ, mà ngay cả vòng trục thép chính giữa lốp xe cùng thiêu mất một khối lớn. Có thể chặn dừng xe cấp cứu phóng nhanh như vậy, e rằng chỉ có Bách Diệp mới có thể làm. Nhưng Trương Nguyệt Thần đâu rồi? Chả lẽ cô bé đã chạy thoát được trước khi Bách Diệp đuổi đến nơi rồi ư? Xa xa, thình lình vang lên tiếng gầm của Huyền Cương. Nó làm kinh động đến tâm trạng mờ mịn của Đinh Lam. Cậu ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy Huyền Cương và Vô Văn kẻ trước người sau xẹt ngang qua. Thông qua ánh đèn đường ảm đạm nhìn lại, bóng dáng màu đen lướt qua tựa như hai u linh từ trong hư vô xuyên không mà ra. Đình Làm chố mắt trong chốc lát, cùng cất bước đuổi theo.
Trong tay cậu ta giữ trường đao sam xia, dường như trong cơ thể cũng tuôn trào tinh lực quần quận không dứt. Đình Lam có thể bộc phát tốc độ và bảo trì chạy nước rút. Chỉ trong lát sau, cậu ta đã song song đồng hành cùng Vũ Văn. Hai vị bác sĩ trên xe cấp cứu còn sống không? Thấy Đình Lam từ phía sau vượt qua mình, Vũ Văn cũng không cảm thấy giật mình. Đình Lam trầm trọng lắc đầu. Đều tại tôi không thể chặn đứng Bách Diệp, lại thêm hai tính mạng hy sinh vô ích rồi. Vũ Văn nhẹ nhàng thở dài, dưới chân lao đi nhanh hơn. Bách Diệp khiêng Trương Nguyệt Thần đã hôn mê, tốc độ sẽ không nhanh hơn chúng ta bao nhiêu. Lần này tuyệt đối không thể để cậu ta chạy thoát nữa. Thầy, sao cậu ta lại muốn bắt cóc Nguyệt Thần? Nguyệt Thần chỉ là một cô gái bình thường mà. Chẳng lẽ cậu ta biết tà binh nằm trong tay em nên muốn lấy Trương Nguyệt Thần áp chế em sao? Nhưng tại sao cậu ta lại muốn tránh né chúng ta chứ? Đi làm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vũ Văn dò dự rồi thấp giọng nói. Đình Lam, lời của tôi nói ra em cần phải chuẩn bị tâm lý. Đình Lam sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên sự bất an. Thanh Keris từng bị cô Ôn Nhã mang đi, e rằng hiện tại đang rơi vào tay Trương Nguyệt Thần đấy. Vũ Văn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Hả? Ý của thầy là? Đình Lam nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Tôi nói có lẽ cô Ôn Nhã bị Trương Nguyệt Thần sát hại đấy. Không thể, sao Nguyệt Thần lại làm chuyện này được chứ? Đi làm bỗng chốc dừng lại. Tất cả mọi người hoài nghi kẻ sát nhân chính là Bách Diệp. Nhưng các em cũng nói rồi đó, trong hai tuần này Bách Diệp không hề xuất hiện. Nếu sau khi thừa nhận lôi kích của tiền bối Vô Vi Tử mà cậu ta còn có dư sức ám sát Ôn Nhã, thì không lý nào trong khoảng thời gian này cậu ta lại buông tha cho cậu và Đường Khảo. Ngày Ôn Nhã bị hại, từng nhờ Trương Nguyệt Thần nhắn lời cho tôi. Điều này có thể nói rõ hai người bọn họ từng tiếp xúc. Hơn nữa, Trương Nguyệt Thần cũng biết Ôn Nhã trốn ở đâu. So với Bách Diệp, Ôn Nhã sẽ không có phòng bị gì với cô ta. Do vậy, cô ta có điều kiện tốt nhất để ám sát. Tại sao Nguyệt Thần ám sát cô Ôn Nhã thì có lợi ích gì chứ? Đi làm hoàn toàn không thể tin lời Vũ Văn. Mặc dù ngay từ đầu tôi cũng hoài nghi cô ta, nhưng cũng giống như em vậy, tôi nghĩ cô ta không có động cơ giết người. Nhưng tôi và em đều quên một việc, thanh kiếm trên tay Ôn Nhã chính là vũ khí mấy tháng trước Dịch Nam Hành dùng để tổn thương Trương Nguyệt Thần. Chắc hẳn Trương Nguyệt Thần phải nhận ra thanh tà binh này. Cô ta hiểu rõ uy lực của kiếm Keris. Vô Văn nhìn phía trước, Huyền Cương đã rẽ ngoặt chạy khuất bóng. Nhưng thầy cũng không thể, sao Trương Nguyệt Thần có thể vì một thanh kiếm mà đi giết người cơ chứ? Đi làm lắc đầu ngoài ngoậy. Vô Văn đau thương nhìn Đinh Lam chậm rãi nói. Cho dù tôi có muôn vàn hoài nghi, tôi cũng không dám tin cô gái dịu dàng động lòng người như Trương Nguyệt Thần sẽ động thủ giết người. Mà đến hôm nay, biểu hiện của Bách Diệp với Trương Nguyệt Thần vượt xa lực chú ý bình thường, tôi mới bắt buộc mình suy nghĩ như thế. Nếu không phải Bách Diệp phát hiện Trương Nguyệt Thần có quan hệ với tà binh, thì cậu ta tuyệt đối sẽ không động thủ với một nữ sinh bình thường như vậy. Dù sao chỉ có Bách Diệp tự mình biết, Ôn Nhã không phải bị giết, ngộ thương cũng được, cố ý cũng được, e rằng cái chết của Ôn Nhã không thoát được quan hệ với Trương Nguyệt Thần. Nếu em không tin thì đuổi theo Bách Diệp cứu Trương Nguyệt Thần rồi tự mình hỏi đến cùng đi. Nói xong, Vô Văn lại nhanh chóng chạy đi, chỉ để lại Đinh Lam đầy kinh ngạc đứng đó. Bách Diệp vác Trương Nguyệt Thần trên vai, mặc dù là một cô gái nhưng cũng gần 50 kg. Một đường chạy vội khiến hắn ta hơi chạy chật. Song càng phiền toái chính là hắn ta không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của Huyền Cương. Lúc chạy đến sân bóng lớn trống trải, thấy Huyền Cương càng ngày càng gần, Bách Diệp dứt khoát chạy chậm lại. Đến cuối cùng, hắn ta đơn giản đứng ở trung tâm sân bóng. Hắn ta dừng lại như vậy, ngược lại khiến Huyền Cương hơi băn khoăn. Nó cùng theo đó chậm lại, bảo trì khoảng cách nhất định với Bách Diệp. Bách Diệp không chút hoang mang, thả Trương Nguyệt Thần vẫn hôn mê bất tỉnh xuống, cẩn thận đặt trên bãi cỏ. Sau đó hắn ta bình tĩnh chờ đợi, mà đến khi Vũ Văn và Đinh Lam chạy đến sân bóng. Khốn kiếp, mau trả Nguyệt Thần đây! Vừa rồi Đinh Lam nghe được chân tướng mà mình không cách nào tiếp nhận được. Cậu ta đã tích một bụng lửa giận
đang không chỗ giải tỏa. Giờ nhìn thấy Bách Diệp thì tựa như nhìn thấy kẻ thù. Cậu ta tức giận, tay phải chuyển động, giờ trường đao xăm xia phóng về phía Bách Diệp. Vô Vàn sợ Đinh Lam chịu thiệt, vội vàng níu cậu ta lại. Hiếm thật đấy, cuối cùng ký chủ của tà binh đều tụ tập lại. Ngay cả trường đao xăm xia của cậu, tôi cũng thu luôn nhé. Bách Diệp cười triệu hồi thương thập tự từ trong cơ thể ra. Cùng thuận tay bày ra bốn thế thương ổn định, đầy khuôn mẫu. Vô Vàn thấy Bách Diệp bình tĩnh, bộ dáng ung dung, hoàn toàn nhìn không ra có dấu hiệu gì là trọng thương mới khỏi. Anh không nhìn được cảm thấy cay đắng vì sự hy sinh của Vô Vi Tử. Anh lạnh lùng nói, Bách Diệp, cậu thật sự là phúc lớn mạng lớn. Chẳng biết lần trước cậu làm thế nào chạy thoát trong tay Thi Ma Nát, lần này lại may mắn tránh khỏi một kích liều mình của tiền bối Vô Vi Tử. Dù làm cách nào, tôi cũng tránh không khỏi một kích lôi đình vạn quân nọ của lão Vô Vi Tử. Tôi chỉ dựa vào linh lực của bất động minh vương hộ phú, miễn cưỡng nhặt về được cái mạng thôi. Nói đến Vô Vi Tử, trên mặt Bách Diệp nhất thời nghiêm nghị kính trọng. Hắn ta cũng không hề giấu giếm sự thật mình bị thương bởi băng lôi quyết. Về phần thoát khỏi sự vây khốn của Thi Ma, thật sự là vô cùng may mắn. Đang nói chuyện, Bách Diệp lấy một cái kim linh óng ánh từ trong túi quần ra. Vô Vàn nhận ra đây là vật của Austin, trong lòng hiểu rõ. Khó trách lúc ấy cậu có thể nhanh chóng thoát khỏi Thi Ma, hóa ra cậu đã chiếm được di vật của Austin. Bách Diệp hồi tưởng lại thời khắc nguy cấp lúc đó, trong lòng vẫn còn chút sợ. Đúng vậy, bất tịnh nhân không chế Thi Ma, dùng kim linh làm linh môi. Mặc dù Austin đã hồn phi phách tán, nhưng trước đó không thực hiện tịnh lễ, Thi Ma sẽ không rời khỏi thân thể cậu ta. Điểm này, có lẽ thầy Vô Văn rõ ràng hơn tôi nhỉ. Như thầy mong muốn, tôi và Thức Thần đều bị Thi Ma đột ngột hiện thân mạnh mẽ chế chủ, suýt nữa đã bị nó xiết chết. Cùng may trước khi ý thức mơ hồ, tôi liều mạng giãy giụa, trong lúc vô tình mò được kim linh từ trên xác Austin. Tôi dùng hết toàn lực túm đoạn nối tơ vàng của kim linh, cuối cùng chặt đứt linh năng giữa nó và bất tịnh nhân. Quái vật kia thoát cái đã biến mất. Nói đến chỗ này, Bách Diệp liếc mắt nhìn Vũ Văn. Khó được lúc ấy thầy không thừa cơ dồn tôi vào chỗ chết, bây giờ có phải hối hận rồi không? Vô Vàn vẫn chưa lập tức trả lời, ánh mắt anh mê mang trong chốc lát mới hỏi, cậu đã chỉnh lý di thể của Austin chưa? Bất tịnh nhân của Ba Tư Cổ có sức mạnh cường đại, quả thực khiến kẻ khác kính nể. Tôi còn muốn y theo tập tục từ xưa của bọn họ mà cử hành tang lễ cho Austin, nhưng lúc này thật sự không có điều kiện thiên táng, không thể làm gì khác hơn là đưa cậu ta đi hỏa táng. Lửa có thể đốt cháy hết thảy mọi thứ trên thế gian, cô miễn cưỡng xem như hoàn thành tịnh lễ của cậu ta khi còn sống vẫn nhắc mãi kia. Bách Diệp hơi cúi đầu, chuyên chú nhìn kim linh trong tay. Kẻ chờ người sang sông cuối cùng lại chờ chính mình, tốt lắm. Vô Văn thấp giọng niệm một câu Phật kê, lời hát trong kinh Phật, rồi ngẩng đầu lên. Người ta thường nói sự bất quá tam. Nếu cậu đã chạy thoát hai lần từ trong tay tử thần, tối nay chỉ sợ cũng sẽ không may mắn như vậy nữa đâu nhỉ. Xem ra thầy có chủ tâm muốn kết thúc với tôi rồi nhỉ. Được thôi, người Trung Quốc thường nói thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, tôi nghĩ lúc này cũng đã đến lúc rồi đấy. Bách Diệp hơi nghiêng đầu, thương thập tự trên tay nhất thời bừng sáng. Chuyện giữa nam nhân đừng liên can người vô tội. Trước khi động thủ, xin anh hãy trả Trương Nguyệt Thần lại cho tôi. Đinh Lam tận lực khắc chế ngữ khí của mình. Trả lại cho cậu. Bách Diệp bật cười. Trên tay cô gái này có khả năng đang giấu hai thanh tà binh. Cậu nói tôi có thể tùy tiện buông tha cho cô ta không? Hai thanh tà binh? Vua Văn và Đinh Lam đều giật mình, chẳng biết chuyện này từ đâu ra. Bạn gái này của cậu tâm cơ kín đáo, lòng dạ thâm sâu. Nếu không phải tôi tình cờ đoạt được thứ này, chỉ sợ cũng bị cô ta qua mắt rồi.
Mai Diệp phép phẩy kim linh trong tay. Một tràng tiếng chuông dễ nghe phiêu đáng trong gió. Gần hai tuần này tôi ở ẩn dưỡng thương, nhàn quá đâm nhàm chán, thế là lấy kim linh này ra chơi đùa. Trong lúc vô tình, tôi phát hiện ở sâu bên trong vách chuông có một miếng chip lưu dữ liệu nhỏ, chỉ bằng nửa viên thuốc aspirin. Trên mảnh memory spot này ghi chép tất cả nhật ký công tác của Austin sau khi vào Trung Quốc trong 2 năm gần đây. Theo được cái này, lời đồn sau lưng bái hòa giáo có tập đoàn khổng lồ ủng hộ đúng là không có lửa thì làm sao có khói. Theo phần nhật ký này ghi lại, Dịch Nam Hành chết trên tay Austin. Vũ Văn và Đinh Lam không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Hung thủ giết chết Dịch Nam Hành vẫn chưa có được tin tức xác thực. Giờ cuối cùng bọn họ cũng biết, hóa ra hắc y nhân một quyền đánh nát xương ngực Dịch Nam Hành kia chính là Austin. Từ khi tin tức Dịch Nam Hành ở quan nước của trường đã thương người truyền ra, tôi và Austin đều phát hiện việc này có khả năng liên quan đến tà binh. Song Austin đi trước tôi một bước, cậu ta phát hiện hành tung của Dịch Nam Hành. Về chuyện xảy ra buổi tối ngày hôm đó, trong nhật ký viết rất tường tận. Austin ở trong tối giám thị Dịch Nam Hành. Do đó, Đinh Lam và Đường Khảo đi cứu Trương Nguyệt Thần. Cùng với việc thầy Vũ Văn đâm bị thương Dịch Nam Hành, cậu ta đều thấy rõ ràng. Về sau cậu ta lại thấy Dịch Nam Hành chạy trốn vào rừng cây nhỏ, rồi đào ra vài thanh tà binh còn lại. Thế là cậu ta nhân cơ hội ra tay chặn giết Dịch Nam Hành, chân đang mang thương tích. Lúc này, Vũ Văn mới hiểu được, khó trách Austin khinh thường anh. Hóa ra cậu ta đã từng thấy qua bộ dáng chật vật khi anh và Dịch Nam Hành đọ sức. Anh còn bị đá dính đầy dấu chân nữa. Sau đó tôi và thầy đều nhìn thấy 3 luồng ánh sáng xanh đâm thủng bầu trời đêm kia. Trước khi chết, Dịch Nam Hành dùng thủ pháp kỳ quái ném tà binh về 3 hướng. Austin không ngờ Dịch Nam Hành còn có một chiêu như vậy. Cậu ta không thể làm gì khác hơn là bỏ lại Dịch Nam Hành còn chưa tắt thở đuổi theo tà binh. Về việc này, trên nhật ký đã ghi chép một chi tiết mấu chốt chúng ta đều không biết. Bác Diệp ngừng lại một chút mới tiếp tục nói. Austin nhanh chóng đuổi theo 2 luồng ánh sáng, nhưng chỉ thu hồi về 1 tà binh. Đó chính là thanh thương thập tự trên tay tôi đây. Dịch Nam Hành ném lưỡi và cán của thương thập tự về 2 hướng khác nhau. Về phần luồng sáng thứ 3, đó chính là trường đao Sam Xia. Nó đã bị Tùy Lăng đi ngang qua tình cờ nhặt được. Ý cậu là thanh tà binh thứ 4 vẫn chưa lộ diện, thật ra Dịch Nam Hành không hề ném đó đi. Vua Văn nhất thời hiểu được ý của Bách Diệp, nhưng việc này cũng thật sự khiến người ta quá bất ngờ. Bách Diệp chậm rãi gật đầu nói. Chờ Austin gấp gáp trở về kiểm tra rừng cây thì thi thể Dịch Nam Hành đã bị thầy Vũ Văn mang đi rồi. Cậu ta tìm mãi mới xác định thanh tà binh thứ 4 cũng không giấu trong rừng cây. Do đó, cậu bèn hoài nghi tà binh bị Dịch Nam Hành giao cho Trương Nguyệt Thần. Nhưng Trương Nguyệt Thần bị tên khốn kia bẻ tay bẻ chân, ước chừng nằm viện mấy tháng. Nếu bị tà binh nhập thể thì đã sớm thấy máu hóa cuồng rồi, sao có thể bình yên xuất hiện được chứ? Đi làm vẫn không muốn tin Trương Nguyệt Thần đã bị biến thành ký chủ tà binh. Tôi cũng chưa nói Trương Nguyệt Thần đã có được tà binh vào lúc đó. Bách Diệp lạnh lùng nhìn Đinh Lam. Sự thật là tâm còn hoài nghi, nên Austin đã sớm một bước điều tra Trương Nguyệt Thần. Hơn nữa xác nhận Trương Nguyệt Thần lúc còn ở bệnh viện không phải ký chủ tà binh. Nhưng từ đầu đến cuối Austin đều hoài nghi Dịch Nam Hành từng nói cho Trương Nguyệt Thần địa điểm cất giấu tà binh thứ 4. Cho nên cậu ta bèn kiên nhẫn chờ đợi ngày Trương Nguyệt Thần lành bệnh trở về. Chi tiết mấu chốt này Austin giấu giếm vô cùng nghiêm mật. Chuyện phát triển về sau từ từ thoát khỏi khống chế của Austin. Hiện tại cậu ta đã mất đi tư cách tranh đoạt tà binh. Về phần hồng nhan tri kỷ của thầy Vô Văn, cô Ôn Nhã, tôi đoán các người đều cho rằng tôi đã hạ thủ. Mặc dù tôi từng liệt kê cô ta vào danh sách đen, nhưng cái chết của cô ta không có quan hệ gì với tôi. Tôi cũng rất muốn biết hung thủ thật sự là ai, nên lúc này mới mạo hiểm nguy cơ bị virus lây bệnh mà đoạt một bệnh nhân có nhiệt độ cơ thể cao khác thường,
từ trong tay bác sĩ lại đấy. Sau khi Trương Nguyệt Thần quay về trường mới biến thành ký chủ tà binh sao? Nếu thật sự như vậy thì có thể giải thích vì sao tính tình em ấy đột nhiên biến đổi như vậy. Nhưng miêu hại cô Ôn Nhã, nhưng tại sao? Tại sao em ấy chưa từng nói với tôi về chuyện tà binh? Tâm trạng Đinh Lam chìm vào đáy vực, thì thào tự hỏi. Tại sao à? Nếu bạn gái của cậu không muốn nói bí mật cho cậu biết, vậy cậu nên hỏi mình có phải cũng có bí mật lén giấu cô ta không? Bách Diệp thuận miệng nói một câu, nhưng lại giống như đánh trúng tim đen của Đinh Lam, khiến cậu ta nhất thời á khẩu không trả lời được. Cậu còn mặt mũi nói mình mạo hiểm nguy cơ bị virus lây bệnh à? Rõ ràng chính cậu là người xuống tay dùng virus cúm gia cầm biến dị quấn toàn bộ giáo viên và sinh viên vào trong nguy hiểm mà. Nhắc tới virus, Vô Vạn bỗng chốc trở nên giận không kiềm chế được. Sắc mặt Bách Diệp tối sầm lại, trầm giọng nói. Được rồi, virus H5N1 chủng phụ được tách và nhân từ một nhóm tế bào của một chủng với những tính trạng mà chủng bố mẹ đó không có. Trong xã hội loài người, từ từ biến dị chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại các người có hàng mẫu virus, 6 tháng sau có thể nghiên cứu chế tạo ra kháng thể và thuốc miễn dịch virus. Nếu sau này phát hiện tình hình bệnh dịch bộc phát ở phạm vi thế giới, Trung Quốc khai phá vaccine thì nhất định chiếm được tiên cơ. Chẳng lẽ thầy không biết sao? Hiện tại các quốc gia trên thế giới đều thu gom hàng mẫu virus cúm gia cầm đã biến thành một loại cạnh tranh ngầm. Chỉ cần thu thập đủ nhiều hàng mẫu virus các loại là có thể ung dung ứng đối với tình hình bệnh dịch đột phát quy mô lớn trong tương lai. Hiện tại, tôi sử dụng chủng phụ virus biến dị là do Nhật Bản gần đây mới nghiên cứu chế tạo ra, là trường hợp virus cúm gia cầm độc nhất trên thế giới, truyền giữa người với người, dù là vũ khí sinh hóa hay tiến hành nghiên cứu thuốc, thì từ phương diện giá trị nào cũng đều trở thành cơ mật quốc gia phải bảo vệ. Nếu không phải vì Ôn Nhã đã hủy diệt kết giới thức thần của tôi, thì sao tôi bị thúc ép ra hạ sách này? Nếu không thể khống chế cả trường học, cố định ký chủ tà binh trong một phạm vi nào đó, mà để tà binh lưu lạc ra ngoài, thì tìm về không dễ dàng tí nào. Theo như lời anh nói, anh mang đến virus cho chúng ta là một phần đại lễ phải không? Đi làm nghĩ logic của tên Nhật Bản trước mặt này, quả thực là đổi trắng thay đen. Từ góc độ của một quốc gia mà xét, đây chưa chắc là chuyện xấu. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới hy vọng cộng đồng xã hội quốc tế chia sẻ hàng mẫu của virus cúm gia cầm, nhưng giữa các quốc gia nhiều ít gì đều có tư tâm nhất định. Virus hàng mẫu sẽ chia sẻ nhưng vẫn có giữ lại. Hơn nữa, thứ tôi sử dụng trước hết chính là virus cúm gia cầm chưa biến dị. Sau khi các người khởi động cơ chế khẩn cấp thì mới sử dụng virus chủng phụ biến dị. Như vậy có thể cam đoan để virus lây bệnh hạn chế trong phạm vi nhất định. Tôi có thể làm được cũng chỉ có bấy nhiêu. Bách Diệp trịnh trọng đáp lại. Mặc dù trong lòng Vũ Văn cũng thừa nhận lời Bách Diệp nói có đạo lý nhất định, nhưng anh vẫn khinh thường nói. Đủ rồi, đừng tiếp tục mỹ hóa động cơ tung virus của cậu nữa. Mặc kệ kết quả thế nào, hành động này của cậu vẫn chỉ vì tư lợi của Nhật Bản. Nếu thật sự có tâm cùng hưởng hàng mẫu virus thì gọi điện cho Bộ Y tế Trung Quốc đi. Cần gì phải dùng sinh viên vô tội làm vật hy sinh? Luôn mồm luôn miệng nói là vì tà binh, e rằng mục đích thật sự của cậu không phải là bốn thanh tà binh này, mà là đào tinh lạc nhỉ? Đào tinh lạc? Vậy thanh binh khí dùng thiên thạch rèn ra gọi là đào tinh lạc sao? Vẻ mặt Bách Diệp đột nhiên trở nên hưng phấn. Nếu tôi đoán không lầm, các người đã mang nó ra khỏi viện bảo tàng rồi nhỉ? Gián điệp các người từng trộm được một phần văn kiện trong tay các nhà khảo cổ Iran. Điều này khiến Austin vẫn canh cánh trong lòng. Cũng không biết nô lệ Ba Tư đi theo chủ nhân và thương đoàn vương triều Abbas tới Trung Quốc ghi lại chuyện gì về đao tinh lạc năm đó trong văn hiến mà khiến các người như kền kền ngửi được mùi máu tươi chen chúc đến như vậy. Nhưng chỗ đáng sợ của đao tinh lạc
hoàn toàn không phải đơn giản như các người tưởng tượng đâu. Nó giống một loại virus nguy hiểm, nếu mảy may sơ suất thì e rằng lịch sử sẽ tái diễn đấy. Bách Diệp nghiêm nghị nói, tái diễn được. Tiến trình của thế giới chỉ là một sân khấu chưa mở màn. Về phần kịch bản sắp trình diễn, sợ rằng sớm đã viết xong cả rồi. Tôi và thầy đều không có năng lực, cũng không tất yếu đi can thiệp vào kịch bản này chứ. Vũ Văn ngỡ ra trong chốc lát, đột nhiên khóe miệng hé ra. Anh đã nụ cười. Xem ra nhiều lời cũng vô ích. Chúng ta hai ngày trên sân khấu này, tự sắm cho tốt vai của mình đi. Lời vừa dứt, hai tay của anh mở ra. Hư linh kim thường mang theo một tầng sương mù màu xanh, tựa như một con rồng cuộn mình nhô ra từ lòng bàn tay của Vũ Văn. Bách Diệp ra sức lay động thương thập tự. Trong không khí nhất thời tràn ngập một mùi lạ hòa lẫn giữa máu tươi và rỉ sắt. Đến đây đi, các người có thể cùng tiến lên đấy. Hắn ta khiêu khích vẫy tay với Vũ Văn. Đối mặt với vẻ mặt kiêu căng của Bách Diệp, Vũ Văn cũng không lập tức đáp lại. Anh nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ sẫm vẫn còn lưu lại trên mũi nhọn của thương thập tử. Anh cho rằng phía trên còn dính máu tươi của ông vô vi tử. Hơn nữa, mùi lạ trong không khí không thể xua tan. Anh lại như nhìn thấy Ôn Nhã chết trong ngực mình cùng với vệt máu dính dấp đầy tay. Trong hoảng hốt, Vũ Văn bồn chồn nên cảnh tượng trước mắt nổi lên biến hóa. Trong thiên địa tựa như rũ xuống một bức màn màu xám. Hết thảy mọi thứ trên thế gian đều biến thành hai màu trắng đen. Một luồng khói quỷ dị từng thấy trong mộng xuất hiện. Từ phía sau mà đến, chậm rãi bao lấy toàn thân Vũ Văn, càng thu càng chặt. Đi làm đứng ở một bên, đang mang vẻ mặt kỳ quái nên kẻ địch trước mặt. Tại sao thầy Vũ Văn đột nhiên không phản ứng nữa? Cậu ta vừa quay đầu nhìn lại thì hoảng sợ phát hiện Vũ Văn đang thống khổ nhắm chặt hai mắt. Cậu ta vội vàng đưa tay lắc lư bả vai Vũ Văn, lo lắng thấp giọng kêu lên. Thầy làm sao vậy? Đúng lúc này, sắc mặt Vũ Văn xanh xám, đột ngột mở hai mắt, lộ ra khuôn mặt dữ tợn mà Đinh Lam chưa từng thấy qua. Trong hàm răng phun ra một chữ giết. Nghe được lệnh, Huyền Cương sớm hầm hè, chờ đến không thể nhịn được nữa, tựa như một viên đạn lao ra khỏi nòng, phóng về phía Bách Diệp. Hết chương 47. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 48 hỗn chiến. Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường. Hắn ta lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay nhanh chóng run lên, thương kình cách không ve ra nửa bước sóng song song với mặt đất rồi bị đẩy đi. Mặc dù không nhìn thấy thương kình, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương. Nó nhanh chóng điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, tạo một đường quỹ tích vọt tới thành một vòng cung, không cần chậm lại mà vẫn xào diệu vòng qua thương kình vô hình của thương thập tử. Tốc độ của nó cực nhanh, khiến Bách Diệp không kịp phát ra đợt công kích từ xa thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng hắn ta cũng âm thầm kêu một tiếng hay. Thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản nhưng rất khó nắm bắt, bởi vì cần phải tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ dùng trái phải này của cổ tay Bách Diệp, rồi phải có tài năng ước đoán ra biên độ thương kình nhìn không thấy kia đại khái là bao nhiêu. Vậy mà mãnh thú này lại có thể suy nghĩ nhạy bén như nhân loại. Khó trách năm đó đánh một trận ở Osaka, mọi người khinh thị Huyền Cương là một dã lang đã trở thành vong hồn dưới móng vuốt của nó. Trường thương được xưng là vua của trăm binh khí, uy thế nằm ở chỗ có thể khống chế địch ở tầm xa, mà ưu thế này lấy tiền đề là phải bảo trì khoảng cách nhất định với kẻ địch. Dường như Huyền Cương cực kỳ hiểu rõ việc này, do đó ngay từ đầu nó đã dốc toàn lực phát huy ưu thế tốc độ của mình, bực bách Bách Diệp áp sát cận chiến. Nhưng suy cho cùng, Bách Diệp nào phải người bình thường. Từ sau khi vượt qua tâm lý sợ hãi khó hiểu với Huyền Cương, hắn ta đã sớm chờ mong ngày tái đấu cùng Huyền Cương này. Bách Diệp thường xuyên biến ảo thức thần thành bộ dáng của Huyền Cương để tiến hành luyện tập hư cấu, cân nhắc mọi loại phương thức công kích của Huyền Cương. Giờ phút này, một kích không trúng, trong lòng hắn ta lập tức đã có dự tính,
bà hóa thương thành côn, mạnh mẽ quét ngang đuôi cán của Thương Thập Tử, nhanh nhẹn sắc bén, một đánh một kích, lập tức hất văng răng nanh và móng vuốt sắc bén của Huyền Cương. Mới vừa tách Huyền Cương ra, Bách Diệp đột nhiên cảm giác trên mặt mình dường như có vô số cát mịn lướt qua, rồi không trung đột ngột hiện ra một mảng bóng đen. Hắn ta ngẩng đầu tập trung nhìn thì thấy Đinh Lam từ trên trời đang giơ cao trường đao sam xia giáng thẳng xuống đỉnh đầu hắn ta. Đinh Lam mượn lực tà binh nhảy lên cao, đã đột phá cực hạn của thường nhân. Bách Diệp thấy Đinh Lam một tay cầm đao thế vung mạnh mẽ, nhiều ít gì cũng có chút kiêng kỵ sự sắc bén của trường đao sam xia. Hắn ta không dám trực tiếp dùng cán thương thiết mộc của Thương Thập Tự ngăn cản, mà thấy trường đao sẽ bổ trúng ót. Bách Diệp chợt cúi thấp người xuống, nửa người ngửa ra sau, hai chân hướng thẳng lên trời, xuất ra thành một đường móc câu. Mũi chân nháy mắt đã trúng khớp xương khuỷu tay của Đinh Lam. Đinh Lam chỉ cảm thấy khuỷu tay tê dần, lực nắm trên tay bỗng chốc như bị hóa giải hơn phân nửa. Cậu ta miễn cưỡng mượn thế cong người tiếp tục ép trường đao xuống, nhưng lại bị Bách Diệp giữa không trung bình tĩnh trở tay quất một cái. Thương Thập Tự xoay một vòng tròn lớn, đột ngột hất Đinh Lam lẫn đao xuống. Bách Diệp xoay người rơi xuống đất, chân còn chưa đứng vững thì Vô Văn đã cầm Hư Linh Kim Thương nhanh chóng đâm sang. Mặc dù Bách Diệp lộn mèo rơi xuống, chỉ lui về phía sau chưa đến hai bước, nhảy lông rơi, thắt lưng vẫn cong. Từ thế này cũng đã đủ cho hắn ta chừa ra một khoảng không gian để phản kích. Thương Thập Tử ở phía sau lưng Bách Diệp thuận thế đâm về trước, trong nháy mắt va chạm với Hư Linh Kim Thương. Trường thương song phương vừa tiếp tục, lập tức khơi dậy một đám hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi. Chỉ dựa vào ý niệm sinh thành Hư Linh Kim Thương mà có thể giống như vũ khí có thực thể đối chọi cùng Thương Thập Tử. Hai vũ khí so tài phát ra một loại chấn động quái dị. Mắt thấy mép đâm Thương Thập Tử của Bách Diệp móc trục của Hư Linh Kim Thương, rồi đột ngột cắt đến hai tay nắm thương của mình. Vô Văn hừ nhẹ một tiếng, hai tay anh dứt khoát đẩy qua khỏi Hư Linh Kim Thương đã bị áp chế. Trong tích tắc, thân hình nghiêng sang bên phải, lại từ trong tay huyễn hóa ra Hư Linh Kim Thương thứ hai. Thương Thập Tử vốn móc khóa thành Hư Linh Kim Thương kia đột nhiên mất đi linh lực chống đỡ của Vô Văn, lập tức chuyển thành trạng thái hư vô. Bách Diệp chỉ cảm thấy sức mạnh tập trung trên Thương Thập Tử đột nhiên dốc vào một khoảng không. Hắn ta vội vàng nhấc chân vọt tới trước ổn định cơ thể. Mới vừa giữ thăng bằng cơ thể xong thì thanh Hư Linh Kim Thương thứ hai của Vô Văn lại thình lình từ dưới sườn trái đâm xéo sang. Bách Diệp giật mình, giơ chân đột ngột phát lực lui về phía sau, một phần để tránh né Hư Linh Kim Thương của Vô Văn, một phần cũng để thu hồi Thương Thập Tự vừa rồi dùng quá sức nên vọt mạnh tới trước. Thanh đâm ngang trên lưỡi thương giờ phút này bèn phát huy năng lực. Dưới động tác kéo của Bách Diệp, nó nhanh chóng từ sau thắt lưng Vô Văn cắt đến. Tốc độ Vô Văn không bằng Bách Diệp, nếu muốn cố chấp truy kích thì e rằng thắt lưng khó giữ được. Anh không thể làm gì khác hơn là kịp thời thu thương về phòng ngự, chống lại mũi đâm. Còn Bách Diệp thì ung dung lùi về phía sau. Sau một vòng giao phong, Bách Diệp không tốn chút sức nào vẫn có thể đánh văng Huyền Cương và Đinh Lam, nhưng không ngờ sẽ bị Vô Văn bức lui. Hắn ta không khỏi kinh ngạc, vốn tưởng rằng bản lĩnh võ nghệ của Vô Văn có hạn, nếu so với thần thú Huyền Cương và ký chủ tà binh Đinh Lam thì hẳn phải là người yếu nhất. Nhưng Vô Văn hiểu rõ nhược điểm, lợi dụng đặc tính Hư Linh Kim Thường vừa hư vừa thật tiến hành công kích, tựa như một người đồng thời mang theo rất nhiều thanh trường thương. Trong mỗi chiều mỗi thức đều đột phá phạm trù đường lối thương thuật truyền thống. Đối với Bách Diệp, chỉ có một thanh Thương Thập Tự mà nói, đúng là bị đánh đến không kịp trở tay. Vô Văn xem xét thời thế, mắt thấy thay nhau công kích sẽ bị Bách Diệp tiêu diệt từng bộ phận, bèn trầm giọng kêu lên: "Công nhanh, cùng lên!" Huyền Cương và Đinh Lam hiểu ý, sau khi tự điều chỉnh hô hấp, hai người một chó đồng thời đánh về phía Bách Diệp. Trong nháy mắt, bao vây ba phía của hắn ta. Chỉ thấy Đinh Lam múa trường đao, sau đó thả người bay lên nhằm vào cổ Bách Diệp chém tới. Còn Huyền Cương thì cũng mở ra bồn miệng máu công kích trực diện Bách Diệp. Vô Văn thì vận kình lực,
Hai trượng xung quanh hư linh kim thương tựa như có sấm sét đánh úp về phía giữa ngực và bụng của Bách Diệp. Hay cho tổ hợp tiến công hoàn mỹ, thật không giống như là cộng sự tạm thời. Bách Diệp bình tĩnh lại, hắn ta xoay thương thập tự như trong chóng. Đám vô văn tựa như sóng to gió lớn, mấy phen tiến công đều bị hắn ta đẩy ra. Bách Diệp có chủ tâm, chỉ thủ không công, thương thập tự phòng hộ không một kẽ hở. Trong lúc nhất thời, vô văn cũng không cách nào tóm được hắn ta. Trong lòng Đinh Lam nôn nóng, cậu ta muốn quành ra sau Bách Diệp, định trước sau đều công kích cùng với vô văn. Ai ngờ cậu ta vừa di chuyển được vài bước thì phía sau Bách Diệp lập tức nhảy ra một bóng dáng như u linh, một đôi mắt màu xanh đậm nhìn chằm chằm Đinh Lam, tựa như biết rõ nhất cử nhất động của cậu ta. Đừng sợ, đó là thức thần của cậu ta, với sức mạnh hiện tại thì thức thần không phải là đối thủ của cậu đâu. Vô Văn đã phát hiện dị động của Đinh Lam, lập tức cao giọng chỉ dẫn cậu ta. Nghe Vô Văn nói như vậy, Đinh Lam lập tức lớn gan hơn, loan đao trong tay bày ra bổ về phía bóng dáng nọ. Nhưng điều bất ngờ là chẳng những thức thần kia không tránh né mà còn đâm đầu đánh Đinh Lam. Ngay một khắc thức thần rời khỏi bên cạnh Bách Diệp, Vô Văn lập tức thầm nghĩ có gì đó không đúng. Bách Diệp vốn phòng ngự kín không kẽ hở, đột nhiên mở cửa bỏ trống, lộ ra phần yếu hại giữa ngực và bụng. Không tới năm chiều, dưới sự liên thủ cùng huyền cương, Vô Văn dễ dàng xuyên thấu phòng tuyến của thương thập tử. Nhưng khi lưỡi của hư linh kim thương đâm vào thân hình Bách Diệp thì lại cảm giác giống như đâm vào một mớ bông vải thật lớn. Nguy rồi! Vô Văn cuống quýt quay đầu nhìn Đinh Lam bên kia. Đinh Lam cùng bóng dáng như u linh kia giao thủ, hóa ra thức thần vọt về phía Đinh Lam mới chính là bản thể của Bách Diệp. Bọn họ đều trúng kế kim thiền thoát xác của Bách Diệp. Thấy đối thủ tay không tất sắc, Đinh Lam còn chưa kịp nhận ra mình đang cùng Bách Diệp đơn đả độc đấu. Cậu ta nhất thời khinh địch, tức khắc rơi vào thế hạ phong. Đợi cậu ta thấy rõ bóng đen trước mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị, thì mới chợt kinh sợ tỉnh ngộ. Còn chưa đợi Vô Văn tới cứu trợ, thì cậu ta đã bị Bách Diệp đánh một quyền nặng trúng bụng. Đinh Lam nào có từng chịu qua sức mạnh lớn như vậy, cậu ta lập tức cảm giác trong dạ dày đau đớn không thôi. Cả người cậu ta kịch liệt run lên, loan đao suýt nữa cũng rời khỏi tay. Nhưng đả kích vẫn chưa chấm dứt dễ dàng như vậy. Lâm Minh đấu giả, giai trận liệt tại tiền. Theo chiến chữ chân ngôn Bách Diệp niệm, một con dòng lửa dài từ trên cánh tay Bách Diệp thoát ra, dọc theo bụng Đinh Lam lan rộng ra bên ngoài, trong nháy mắt quân quanh toàn thân cậu ta. Cả người bị lửa cháy bỏng, khiến Đinh Lam lập tức phát ra một tiếng kêu thảm. Cả người cậu ta bay ngược ra ngoài. Trong lòng Vô Văn nóng như lửa đốt, anh hét lớn một tiếng đào trường thương trong tay, đánh thức thần giả mạo Bách Diệp một cái nát bấy. Nhưng trước khi tiêu tán, thức thần nọ vẫn không quên dùng sức ném thương thập tự cầm trong tay ra ngoài. Trường thương bay lên cao rồi thẳng tắp rơi xuống trước người Bách Diệp. Cùng khó trách Vô Văn lại bị gạt. Tuy đối thủ của anh là thức thần, nhưng thương thập tự trong tay lại là hàng thật. Đối mặt với thương thập tự huy động 10 phần khí phách, ai cũng không ngờ Bách Diệp sẽ lớn mật đến mức tạm thời buông tha tả binh. Hơn nữa, ánh sáng trong sân bóng về đêm u ám, ngay cả huyền cương nhảy bén cũng không thể phát hiện đối thủ trước mặt đã bị thay xà đổi cột. Mặt thầy Đình làm thống khổ quay cuồng trên mặt đất, dòng lửa trên người vẫn dồn ép không dứt. Vô Văn vội vàng chạy đến trước người Đinh Lam. Anh đưa tay ra, một tầng hư linh băng mỏng nháy mắt bao trùm toàn thân Đinh Lam, dập tắt dòng lửa đang cuồng loạn tàn sát bừa bãi kia. Đinh Lam miễn cưỡng dùng sức dãy khỏi lớp băng, trên người lập tức bốc lên một tầng khói đen. Cậu ta thở dài một hơi, còn chưa kịp kêu đau thì lập tức bất tỉnh. Chỉ thấy dưới quần áo bị cháy hỏng của Đinh Lam lộ ra mảng lớn thân thể, trên da thịt trải rộng một vệt vết thương dài và mảnh màu đen, tựa như bị roi da quấn vào. Vô Văn gọi Đinh Lam mấy tiếng nhưng cậu ta cũng không phản ứng. Tựa như khi phá vỡ màng băng vừa rồi đã tiêu hao hết khí lực còn sót lại của cậu ta. Vô Văn không thể làm gì khác hơn là kéo Đinh Lam từ chính giữa sân bóng ra bên ngoài. Bạch Diệp rất kiên nhẫn nhìn Vô Văn làm xong hết thảy. Mà đến khi Vô Văn dàn xếp ổn thỏa cho Đinh Lam thì hắn ta mới thuận tay rút thương thập tử
cắm trên mặt đất lên, đôi mặt với Vô Văn mỉm cười nói: "Khó được hôm nay Tam Anh chiến Lữ Bố, nhanh như vậy đã có một người đang ngã xuống, khiến tôi đánh chưa đã gì cả." Tam Anh ở đây là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Vô Văn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhổ một ngụm nước miếng trên mặt đất. Đang muốn nói vài câu đâm trọt thì bốn phía đột nhiên truyền đến tiếng vang loảng xoảng thật lớn. Sân bóng vốn đen kịt đột nhiên sáng tựa ban ngày. Chẳng biết là ai mở trụ đèn cao to hai đầu sân bóng. "Tôi không nghe lầm chứ? Vậy mà có người ở đây dõng dạc tự so mình với Lữ Bố. Đáng tiếc ra mặt chúng tôi thật sự không dày như anh, không thể giả mạo Lưu Quang Trương kết nghĩa đạo viên được. Bằng không còn có thể cho Lữ Bố đại nhân xem một cảnh đấy." Giọng của Đường Khảo du dương từ nơi nào đó truyền tới. "Thằng nhóc này vừa vào trận đã tranh lời thoại của tôi hả?" Vô Văn cao giọng cười ha hả, tựa như không còn vì Đinh Lam bị thương mà bị rơi vào hạ thế. "Vì đã đá bóng đến nửa trận rồi, vị trí của Đinh Lam do em tới thay nhá." Giọng của Đường Khảo thông qua sân bóng truyền đến. Nhưng lúc này trên đài phát thanh không có bất kỳ bóng dáng nào cả. Không ai biết được hiện hắn đang ở chỗ nào. Mai Diệp cảnh giác nhìn bốn phía. Tài bắn cung bách phát bách trúng của Đường Khảo khiến hắn ta không thể không cẩn thận đề phòng. Nhưng dưới bốn trụ đèn chiếu sáng, đôi mắt Bách Diệp nhìn không rõ phía khán đài ngược sáng, càng miễn bàn đến việc tìm được vị trí của Đường Khảo. Nhưng mà mọi người cứ vậy mà ném Trương Nguyệt Thần giữa sân bóng à? Là nợ đánh nhau dẫm lên người ta là không tốt đâu đấy. Đường Khảo đột nhiên mở chủ đề: "Chỉ bằng tôi gọi người đến nâng chướng ngại vật này xuống. Phương Hân, đến giúp một tay đi." "Phương Hân?" Bách Diệp sửng sốt, tầm mắt đảo quanh bốn phía. Quả nhiên bóng dáng yểu điệu của Phương Hân xuất hiện ở cửa vào sân bóng. Cô ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bách Diệp, rồi nhanh chóng cúi đầu bước nhanh về hướng Trương Nguyệt Thần đang hôn mê. Bách Diệp nhướng mày, đang muốn tiến về phía trước một bước thì nghe thấy vụt một tiếng, một nhánh tiễn rít gió từ phía sau hắn ta thẳng tắp bay tới. Nghe được tiếng gió, Bách Diệp xoay người nâng thương ngăn cản, cắt đứt thần tiễn, đồng thời cũng thuận tay vung thương kình về phía vị trí tiễn bay ra. Nhưng xa xa trên khán đài chỉ truyền đến vài tiếng răng rắc giòn vang. Thương kình sắc bén chỉ phá hủy vài chiếc ghế nhựa. Đường Khảo từng nhìn thấy uy lực công kích tầm xa của Thương Thập Tử, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, vừa bắn tiễn đồng thời cũng chạy đi. "Đánh không chúng tôi nên mượn ghế chút giận hả? Anh đúng là không phân biệt tốt xấu lắm rồi đó. Phá hư tài sản công cộng là phải phạt tiền đấy." Trong loa phát thanh lại truyền đến tiếng cười của Đường Khảo. Vừa vặn thấy Đường Khảo đã ra tay, anh cũng nhân cơ hội này rút thương ra, nhanh chóng công kích. Nhanh tiền thứ hai lại từ hướng kia phóng tới. Lúc này đây, nó nhắm vào dưới thắt lưng của Bách Diệp. Hắn ta không kịp dùng trường thương đánh rơi phi tiễn nữa, chỉ có thể chọn cách lắc mình né tránh. Bình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đối mặt với tiễn bắn lén đến từ nơi không thể nhìn thấy, Bách Diệp nhất thời cảm thấy mình đã bị giáp công từ hai phía. Trong lòng hắn ta không nhịn được hơi bất an. "Thầy Vô Văn, hình như tên này né tránh rất nhanh. Tiễn tiếp theo của em muốn bắn chân hắn ta. Chờ em ghim hắn ta trên mặt đất, thầy có thể thuận lợi đánh hắn ta rồi." Đường Khảo cố ý lại nhải nói mãi, tựa như có chủ tâm muốn nhiễu loạn tâm tư Bách Diệp. Ám tiễn không ngừng từ các phương hướng bay tới, tựa như trên khán đài tô đen mai phục rất nhiều người. Bách Diệp phải phân tâm đề phòng nên giao chiến với Vũ Văn hơi bó tay bó chân. Khi Huyền Cương cũng tham gia mạnh mẽ công kích hắn ta thì rốt cuộc Bách Diệp bị làm cho cuống quýt lui về phía sau. Phương Hân cũng nhân cơ hội này kéo Trương Nguyệt Thần ra ngoài trận chiến, đặt cùng chỗ với Đinh Lam. "Ôi chao, thật không ngờ ngày thường anh làm người như thế nào, sao cả con chó cũng chán ghét anh thế, thấy anh là muốn cắn kìa." Đặc Khảo núp trong chỗ tối, ngoài miệng không ngừng nói đông nói tây, nhưng dưới chân vẫn không hề dừng bước. Hắn trên lùi dưới nhảy, chạy liên tục trên khán đài, rồi xem xét đúng thời cơ, thình lình bắn ra một mũi tên về phía Bách Diệp, kiềm chế hắn ta. Những ngày tập luyện trước đây của Đường Khảo rốt cuộc đã có tác dụng.
hắn có thể chuẩn xác bắn đối thủ ngoài 50 thước. Nhưng trong lòng Đường Khảo hiểu rõ, hắn chỉ đang dựa vào hai cột đèn sáng trên sân bóng. Một lúc sau, chờ đôi mắt Bách Diệp thích ứng được với bóng đôi của khán đài, thì hắn khó tránh khỏi bị lộ hành tung. Lúc này, cũng chỉ hy vọng Vũ Văn và Huyền Cương có thể ứng phó. Đột nhiên, Đường Khảo nhìn thấy Huyền Cương đang công kích Bách Diệp, đồng thời ngoảnh đầu về hướng mình, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Vẻ mặt nọ giống như đang ra hiệu gì đó với mình. Con sói này quả nhiên không giống bình thường. Bách Diệp không nhìn thấy Đường Khảo, còn nó lại thấy rõ ràng. Cơ hội không nhiều lắm, Đường Khảo suy nghĩ cực nhanh, quyết định thử mạo hiểm một lần. Một tiễn không quá mạnh theo đường parabol bắn về phía vòng chiến giữa sân bóng. Trong tai Bách Diệp nghe được rõ ràng, lập tức phát hiện mũi tên này không chính xác. Hắn ta không cần cố ý tránh né, nên yên tâm tiến bước mạnh mẽ về phía trước, nâng đầu thương đâm Vũ Văn. Nhánh tên kia bay qua vị trí cách bả vai Bách Diệp 2 thước, đi về phía Huyền Cương. Thình lình, Huyền Cương tại chỗ lấy đà bật lên, dùng vuốt sắc của nó vỗ mạnh một cái, bắn cây tiễn kia ngược trở lại. Bách Diệp sửng sốt nhưng đã chậm. Cây tiễn đột ngột chuyển hướng, mặc dù sức mạnh đã giảm bớt nhiều lần, nhưng vẫn đâm thật sâu vào cánh tay phải Bách Diệp. Bởi vì Đường Khảo cố ý mài qua nên nó vô cùng bén nhọn. Bách Diệp kêu rên một tiếng, chỗ tiễn ghim vào lập tức thấm ra máu, cánh tay chịu đau không thể xuất toàn lực lần nữa. Vô Văn mượn cơ hội phản kích, hư linh kim thường xẹt qua thương thập tự, đâm trúng vai phải Bách Diệp, lại mở rộng thành quả chiến đấu. Bingo! Mắt thấy mình và Huyền Cương phối hợp hiệu quả, Đờ Khảo nhịn không được vùng đám tay kêu thành tiếng. Bách Diệp bụng vai phải nhảy về phía sau, tranh thoan Vũ Văn và Huyền Cương sắp tới công kích. Hắn ta nhìn chỗ bị thương đang đổ máu của mình, đột nhiên cười khổ, thì thào nói: đã không còn bất động minh vương hộ phù, hóa ra mình yếu ớt như thế này sao? Cậu cho rằng cậu thật sự là thân kim cương bất hoại sao? Vũ Văn trào phúng cười nói. Bách Diệp nhịn đau rút tiễn ra, dùng sức ném trên mặt đất. Hắn ta ngẩng đầu quay về phía không trung hô: Đường Khảo, tiễn pháp tốt ghê, nhưng bắn hư áo thể dục mới của cậu rồi thì hơi đáng tiếc đấy. Đường Khảo sửng sốt, ánh mắt nhìn thẳng Bách Diệp. Hôm nay Bách Diệp mặc một chiếc áo khoác thể dục nai màu đen, vừa rồi nhìn đã cảm thấy rất quen mắt. Anh nói bậy bạ gì đấy? Đường Khảo hơi thiếu tỉnh táo. Áo trên người tôi đây không phải của cậu sao? Bên trong nón còn có thêu tên của cậu này. Bách Diệp cười lạnh, đội mặt nón trùm phía sau áo khoác lên đầu. Đường Khảo mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn phía Phương Hân. Mặc dù cách khá xa, nhưng hắn vẫn nhìn thấy trên mặt Phương Hân hiện lên sự kinh hoàng. Thật ra vừa rồi khi Phương Hân đi vào sân bóng cũng đã phát hiện áo khoác thể thao Bách Diệp mặc trên người. Đúng là ngày đó khi cứu hắn ta, Phương Hân đã đem đến, mà tên trong nón cũng là Đường Khảo nhờ cô ta thêu vào. Phương Hân, đây là chuyện gì? Không phải áo của tớ đang ở chỗ cậu sao? Giọng Đường Khảo bị loa phát thanh phóng đại nhiều lần, sự trách cứ mơ hồ trong giọng nói cũng bị khuếch đại hơn. Đường Khảo, cậu nghe tớ giải thích đã. Phương Hân lo lắng muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Giờ phút này, Vũ Văn bề màn quay đầu nhìn Phương Hân bên ngoài sân, chẳng biết giữa ba người này đã xảy ra chuyện gì. Phương Hân, cậu sẽ không... Đột nhiên Đường Khảo nhớ tới đêm mưa trước kia, Phương Hân và Bách Diệp từng sóng vai đi ngang qua trước mặt mình. Hắn vốn tưởng rằng tình cảnh này mình sớm đã quên rồi, nhưng hiện tại nó lại hiện ra vô cùng rõ ràng trong đầu. Đường Khảo vừa nói vừa đi xuống khán đài đến gần Phương Hân. Nếu không chú ý tới hắn, nó dần dần từ trong bóng tối bước ra, bại lộ dưới ánh đèn. Hóa ra cậu trốn ở đây. Bách Diệp hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xoay thương thập tự lên, vẽ ra hai luồng thương kình phá không, đan sen bay về phía Đường Khảo. Mau tránh ra! Vô Văn đột nhiên tỉnh ngộ, Đường Khảo đã trúng kế dụ địch của Bách Diệp. Anh vội vàng cao giọng quát to. Cùng may Đường Khảo phản ứng không tồi, vừa nghe thấy Vô Văn quát to liền rụt cổ, cả người ngồi chồm hổm xuống. Nhưng trường cung hàng hiệu trong tay hắn ta lại không thể tránh thoát được thương kình vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt cung gãy dây đứt, trường cung
như một cây tre thử đao, dễ dàng bị tước thành hai đoạn. Dây cùng còn sót lại vô lực rũ xuống trên cổ tay mình. Đường Khảo sững sờ. Lúc này Vua Văn mới chú ý tới trang phục của Đường Khảo. Hoa già hắn dùng hai điện thoại di động kết nối cho nhau, truyền âm thanh tới bên cạnh micro trong phòng phát thanh. Đường Bách Diệp cậu không muốn cứ như vậy mà buông tha Đường Khảo. Hắn ta phát ra một tiếng gầm, dùng cả tay lẫn chân trèo lên khán đài, giữa tiếng then của Phương Hân phóng thẳng về phía Đường Khảo. Mất đi trưởng cung, Đường Khảo đối mặt với Bách Diệp tay cầm tà binh, không thể nghi ngờ chính là một con sơn dương đợi làm thịt. Hắn sững sờ trong chốc lát thì mới phản ứng lại, bà chân bốn cẳng chạy trốn. Mặc dù Vũ Văn và Huyền Cương cũng đã hành động, đều vẫn chậm nửa nhịp, đã cho bọn họ cùng nhảy lên khán đài. Bách Diệp đã giơ cao trường thương truy sát đến phía sau Đường Khảo. Chịu chết cho ta! Vọt lên không trung, trong mắt Bách Diệp lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn ta dùng tư thế ném lao nhắm thẳng ngay Đường Khảo. Thời khắc nguy cấp, một bóng dáng với tốc độ cực nhanh từ bên cạnh Phương Hân nhảy lên, đáp xuống giữa Bách Diệp và Đường Khảo. Keng một tiếng, ánh sáng kỳ dị nơi chống trụ thương thập tự bộc phát. Bách Diệp chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ngăn đường đi của mình. Dù hắn ta xuất ra bao nhiêu lực cũng không thể nhích thương thập tự về phía trước. Là Đinh Lam, cảm ơn trời đất. Lúc này Phương Hân ở gần đó mới chú ý. Đinh Lam vốn hấp hối bên chân mình, không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, còn phi thân cứu Đường Khảo. Nhưng kỳ quái là Đinh Lam hoàn toàn không có phản ứng đối với tiếng quát to vui mừng của Phương Hân. Cậu ta chỉ mang vẻ mặt hờ hững, nên thương thập tự bị mình dùng trường đao chống đỡ, đồng thời sử dụng một giọng điệu khàn khàn quái dị nói: Nori Yoshi, thương của người nên đánh bóng lại rồi. Bách Diệp giật mình, hắn ta cảm giác hình như Đinh Lam đã bị thứ gì đó nhập vào người. Hắn ta nhẹ buông tay, thu trường thương về. Một lần nữa bày ra thế thương tứ bình, có thể công cũng có thể thủ. À, lão Đinh, cảm ơn nha, tớ không còn vũ khí, mau tới giúp tớ đánh tên này đi. Đờ Khảo thấy người cứu mình chính là Đinh Lam, trong lòng vô cùng cảm kích. Nhưng Đinh Lam lại mắt điếc tai ngơ, vẫn như trước dùng ánh mắt lăng lăng nhìn Bách Diệp. Nori Yoshi, Vũ Văn cau mày, tựa như nhớ ra gì đó. Đúng lúc này anh kêu to với Đinh Lam: Kake, Andalusia. Đinh Lam tức khắc có phản ứng, quay đầu nhìn Vũ Văn bên này. Người trước mắt ngươi không phải Nori Yoshi Ino, cậu ta là người đã cướp thương thập tự của Nori Yoshi Cao Phương. Vũ Văn giống to: Cao Phương, Cao Phương. Đinh Lam lẩm bẩm cái tên này. Ngay lúc đó cậu ta ngửa đầu phát ra tiếng giống giận rung trời, đằng đào bổ về phía Bách Diệp, nơi trường đao xăm xia xẹt qua, một luồng sát khí dày đặc bay vọt lên không. Hết chương thứ 48, hết phần đọc của ngày hôm nay. Vậy hồi tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.